làm việc của hai người khác nhau quá. Yêu xa quá hả? Dạ. Ồ, vậy đó hả? Rồi, cái tình yêu mà chia tay 4 năm là cách đây bao lâu rồi? Dạ, được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, 2 năm ở không rồi đó, phải không? Dạ, 2 năm mở cửa nhưng mà không ai vào. Rồi, còn bạn ơi, bạn trai bên kia nói lớn lên cho bên đây nghe với. Em có mấy mối tình rồi Tùng? Em nói thật là em chưa trải qua mối tình nào hết. Trời đất ơi, 28 tuổi. Dạ. Có lẽ do em nói là em là cái chỉ số IQ á là rất là nhiều cao. Em nhiều cảm xúc, tại sao chưa có mối tình nào? Dạ thì do chỉ số cảm xúc IQ mà thêm cái nhát ghế của em nữa. Thì coi như là em không dám nói ra. Ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi, mình cũng không dám nói. Từ trước giờ em cũng có thấy nhiều bạn cũng được, nhưng mà em muốn làm quen mà em không dám nói, cho nên là thôi luôn. Kỳ ta. Cái chỉ số IQ á là cảm xúc, chỉ số đó cũng rất là quan trọng. Người ta gặp mặt nhau, người ta cảm xúc thì nó có nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái giao tiếp rất là tốt với nhau. Nhưng tại sao em lại, cái chỉ số IQ của em là bao nhiêu? Dạ 172. 172 hả? Ôi cao rồi nha. Vậy là dễ khóc lắm nè. Cảm xúc đúng không? Dạ vâng. Chỉ số IQ của anh cũng gần bằng em, đôi khi nó hay. Nhưng mà được cái là do giải cho nên cũng tập được các kiểm soát cảm xúc của em. Chào em. Dạ. Ồ, như vậy là chưa có yêu ai luôn á hả? Dạ vâng. Nói chung là em cũng có tìm hiểu một bạn nhưng mà chưa phải là yêu. Tiền nhưng không hiểu nổi cái này, không bỏ qua luôn. Thấy khó hiểu quá cho nên thôi bỏ qua luôn. Ủa chứ thấy em buồn quá ha, em thấy có vẻ cái kiểu của em cứ kiểu u buồn á, em có cảm thấy mình buồn không? Dạ, em ở vừa đi làm một mình, có em quen cái kiểu này quá rồi cho nên là em cũng không cảm giác. Hôm nay thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi, cách có cái bờ rào thôi. Chúng ta trò chuyện lớn lên hai bên cùng nghe nha. Rồi. Mời bạn trai. À, em xin tự giới thiệu. Dạ em là Nguyễn Tiến Tùng. Em hiện giờ em năm 28 tuổi, quê em tại Quảng Ngãi. Thì hiện giờ em đi vào Sài Gòn được 5 năm. Em đang làm tại công ty xây dựng. Mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Xin chào khán giả đang xem chương trình. Xin chào nhà trai bên kia ạ. Em tên là Thơ, em năm nay 27 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Em làm việc ở đâu? À, em làm việc ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận 1, mà ngành gì vậy cưng? Dạ, em làm bên xuất nhập khẩu ạ. Xuất khẩu cà phê ạ. À, xuất khẩu cà phê. Dạ. Còn quê mình thì ở đâu? Dạ, quê em ở Hà Tĩnh. Ở Hà Tĩnh, bây giờ là em ở và làm việc ở trong Sài Gòn luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Thôi, Tùng có ưu khuyết điểm gì? Ưu điểm của em á là cái chỉ số IQ của em nó cao. Chỉ số cảm xúc của em á nó cao thì em hay giúp người. Rồi em có cái ưu điểm đó là em làm được cũng rất là nhiều việc, nhiều thứ khác nhau. Điện, nước hay là những việc liên quan tới công việc của em về xây dựng hay nọ, em làm được tất cả. Rồi, giờ là tốt rồi. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là người khá nhanh nhẹn và hòa đồng ạ. Còn khuyết điểm của em thì có lẽ là lúc mà bực mình lên thì không kiềm chế được, có hơi chữ thề nhưng mà nó nhỏ thôi ạ. Vậy hả? Không ai nghe. Và cái khuyết điểm nữa là tiêu xài khá là hoang phí. Vậy đó hả? Dạ. À, như vậy là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Ừ, thì đều là yêu xa hết. Tức là yêu ở ngoài quê, ở Hà Tĩnh. À. Mối tình đầu tiên thì là chóng vánh thôi, chưa được 6 tháng trong lúc mà em đang học đại học. Mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm ạ. 4 năm mà lý do tại sao lại chia tay? Dạ, tại vì môi trường sống và làm việc của hai người khác nhau quá. Yêu xa quá hả? Dạ. Ồ, vậy đó hả? Rồi, cái tình yêu mà chia tay 4 năm là cách đây bao lâu rồi? Dạ, được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, 2 năm ở không rồi đó, phải không? Dạ, 2 năm mở cửa nhưng mà không ai vào. Rồi, còn bạn ơi, bạn trai bên kia nói lớn lên cho bên đây nghe với. Em có mấy mối tình rồi Tùng? Em nói thật là em chưa trải qua mối tình nào hết. Trời đất ơi, 28 tuổi. Dạ. Có lẽ do em nói là em là cái chỉ số IQ á là rất là nhiều cao. Em nhiều cảm xúc, tại sao chưa có mối tình nào? Dạ thì do chỉ số cảm xúc IQ mà thêm cái nhát ghế của em nữa. Thì coi như là em không dám nói ra. Ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi, mình cũng không dám nói. Từ trước giờ em cũng có thấy nhiều bạn cũng được, nhưng mà em muốn làm quen mà em không dám nói, cho nên là thôi luôn. Kỳ ta. Cái chỉ số IQ á là cảm xúc, chỉ số đó cũng rất là quan trọng. Người ta gặp mặt nhau, người ta cảm xúc thì nó có nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái giao tiếp rất là tốt với nhau. Nhưng tại sao em lại, cái chỉ số IQ của em là bao nhiêu? Dạ 172. 172 hả? Ừ, cao rồi nha. Vậy là dễ khóc lắm nè. Cảm xúc đúng không? Dạ vâng. Chỉ số IQ của anh cũng
cũng gần bằng em á, đôi khi nó hay. Nhưng mà được cái là do giải cho nên cũng tập được cái kiểm soát cảm xúc của em. Chào em. Chị. Ồ, như vậy là chưa có yêu ai luôn á hả? Dạ vâng. Nói chung là em cũng có tìm hiểu một bạn nhưng mà chưa phải là yêu. Tiền nhưng không hiểu nổi cái này, không bỏ qua luôn. Thấy khó hiểu quá cho nên thôi bỏ qua luôn. Ủa tôi thấy em buồn quá ha, em thấy có vẻ cái kiểu của em cứ kiểu u buồn á, em có cảm thấy mình buồn không? Dạ, em ở vừa đi làm một mình, cái em quen cái kiểu này quá rồi cho nên là em cũng không cảm giác gì nhiều. Vậy á. Ban ngày đi làm thì bình thường, chứ có ban đêm về đó thì ở mình cũng hơi buồn buồn tí rồi. Em có thích một cái mẫu hình lý tưởng nào cho nó đơn giản không? Thì con trai em cũng thích một bạn nữ xinh đẹp, công việc ổn định. Nhưng em thì bình thường là bạn nữ, ngoại hình hay là gì đó không quan trọng. Quan trọng chỉ cần biết là công, dung, ngôn, hạnh. Cái gần 4 từ đó là đủ. Cái đó cũng khó lắm nha. Công, dung, ngôn, hạnh là hoàn hảo luôn rồi đó em. Em có hình dung trong đầu em thích một nghệ sĩ nữ nào không? Dạ có. Ai? Dạ bên cạnh em đây, chị Hồng Vân. Trời ơi, em làm chị xúc động quá à. Em hâm mộ chị từ nhỏ rồi chứ không phải tới giờ. Vậy á hả? Dạ vâng. Hồi xưa chị Vân đẹp lắm luôn á. Bây giờ chỉ có hơi bự chút thôi. Cái đó là bình thường rồi anh, không sao ấy. Chết rồi, người ta đẹp hơn chị luôn á em rồi sao? Dạ, dạ thì tốt quá chị. Tốt quá đúng không? Dạ. Còn em thích cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì là không quá lùn là được. Thích người con trai đầu tóc gọn gàng. Không có tóc luôn được không? Bạn đây gọn quá gọn rồi. Ở đây gọn thiệt là gọn được. Gọn luôn, không có tóc luôn. Dạ, mới dạ được. Mức không còn gọn được nữa luôn á. Dạ được, được. Tóc giống tóc Lê Tuấn Anh. Ông đó nha, không nói chuyện với ông. Tóc Lê Tuấn Anh chồng Hồng Vân cũng gọn vậy, còn gọn hơn nữa. Chào em gái. Dạ chào anh. Dễ thương. Xinh xắn ghê không? Xắn má lúc đồng tiền nữa ha. Tươi, rất là tươi luôn. Sẽ giải mã được cái chữ số EQ nha. Dạ bên đây bạn hơi buồn nhưng đẹp trai. Dạ. Là phong độ, phong trần. Đẹp trai ha. Là em thích rồi ạ. Biết rồi ha. Rồi chúc em tự giải mã ha. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Không hòa đồng á, tức là hơi nhút nhát. Anh này nhút nhát thiệt đó. Thì để em giúp cho ảnh hòa đồng. Em dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với các anh chị đồng nghiệp ạ. Rồi mời nhà gái. Xin chào, tôi tên là Đào. Xin chào bà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì tôi xin đại diện nhà gái phát biểu đôi lời. Tôi là bạn đồng nghiệp trong công ty với Thơ. Thì Thơ là một cô gái rất là dễ thương và luôn tạo cái cảm giác cho những người xung quanh cảm giác rất là ấm áp. Bạn luôn luôn là mỉm cười nên những người mà tiếp xúc với bạn cảm thấy rất là vui vẻ, mang cái năng lượng tích cực cho người khác. Còn về bạn Tùng thì chào bạn Tùng. Mình cảm nhận là theo những Tùng chia sẻ và cái bề ngoài của Tùng thì Tùng là một người khá là hơi nhút nhát. Có lẽ là bạn là người sống nội tâm. Thì mình thấy Tùng có một cái điểm mà có lẽ là thích hợp với Thơ, đó là Thơ thích một người thích chia sẻ. Thì Tùng lại là nói là người Tùng là người thích chia sẻ và giúp đỡ cho người khác. Thì mình nghĩ hai bạn có thể bổ sung với nhau. Thì Thơ là một người con gái vui vẻ, có năng lượng tích cực, thì có thể mang cái niềm vui đó đến cho Tùng. Bởi vì cuộc sống của Tùng bây giờ có lẽ là nó hơi buồn một chút. Thì nếu như hai bạn có cơ hội đến với nhau thì mình nghĩ đây là một cái sự bổ sung rất là tuyệt vời. Và mình mong là sau cái buổi này thì các bạn có thể cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Nên là mình chúc hai bạn là sẽ có những cái cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn để tìm hiểu. Dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em học cấp 2. Bạn thân hả? Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả và chào bạn gái bên này. Thì em là Duyên, là bạn thân của Tùng từ năm cấp 2 tới giờ, thì tính là tới giờ cũng được hơn chục năm rồi. Tùng thì như Tùng nói á, thì chỉ số IQ của Tùng nó hơi cao, thì Tùng khá là nóng tính, Tùng cần người con gái để khóa được cái cảm xúc IQ của mình á. Một trong những lý do mà đến giờ mà Tùng vẫn chưa quen ai đó là tại vì cái vẻ ngoài của Tùng nó khiến cho người khác hơi e ngại về vẻ ngoài á, nhưng mà thật ra là bên trong Tùng sống rất là đẹp luôn, sống rất là trách nhiệm và nói chung là mọi thứ là em thấy ok hết. Còn về bạn gái bên này á thì bạn gái rất là xinh luôn, thánh thiện và nhìn rất là nhẹ nhàng, rất là phù hợp với cái tiêu chí mà Tùng đưa ra luôn. Đến với ngày hôm nay thì hai người đã có duyên rồi thì mình nghĩ là hai bạn nên trao nhau một cái cơ hội để có chữ duyên được trọn vẹn hơn. Cảm ơn thằng trai thằng gái, hai bạn cũng đã nói chuyện qua cái hàng rào này và được nghe góp ý rồi. Mình cảm nhận đi, mở rào ra, mình nói chuyện, nếu được chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng.
Chào bạn. Tặng hoa, tặng hoa. Lần đầu tiên tặng hoa cho một người đó. À, lần đầu gặp mặt mà xin tặng một bó hoa. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Rồi đây em tặng luôn. À, anh có thích uống cà phê không ạ? À, mình thì bình thường. Dạ, để em gửi tặng ít anh cà phê thì hy vọng là anh sẽ không bị say cà phê. Say em là được rồi. Say em là được rồi. Ở trong này em có 3 ký tờ giấy, em có ghi một số câu về tình yêu, anh có thể mở ra đọc cũng được ạ. Rồi, ok. Dạ. Đọc lớn là nghe cà phê thơm quá. Đàn ông rất giống cà phê, bởi ní là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ. Hy vọng anh sẽ làm em mất ngủ. Cà phê thì phải đen như địa ngục, đắng như tử thần và ngọt ngào tựa tình yêu. Hay quá, bạn nữ này hơi bị lãng mạn đó nha. Một ly cà phê ngon là phải vừa ngọt vừa đắng. Một tình yêu lý tưởng là một tình yêu vừa ngọt vừa đắng, vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau đi. Em cảm nhận là bạn nữ thì cao, xinh xắn, nói chuyện rất là dễ nghe. Còn anh thì em thấy là một người to cao, đẹp trai. Em có một thắc mắc là 27 năm qua anh chưa yêu ai hay là... Ý là anh chưa thích ai hay là sao ạ? À, không, mình cũng có cảm nắng ai đó, nhưng mà thứ nhất là mình không dám nói. Thứ hai là lúc đó mình cũng chưa có gì trong tay, cho nên là mình cũng không có gì để mà làm cho người ta tin tưởng hết. Thôi, mình dừng lại. Dạ. Còn cái điều quan trọng nhất là do mình nhắc gái vậy thôi. Lần đầu tiên hẹn hò thì anh tính đưa em đi đâu ạ? Anh ở đây thì chỉ có biết đi làm rồi về nhà, không có đi đâu hết. Địa điểm thì anh thua, nhưng mà em cần đi đâu anh sẽ chở em đi đó, bất cứ đâu. Dạ. Vậy là em sẽ lựa chọn địa điểm đúng không? Em ở đâu anh phi châu tới đón. Do anh là cũng sở thích là hay thích đi phượt. Yeah. Rồi anh đi dạo chơi lạc vạc này nọ đó. Nhưng mà do không có ai ấy, cho nên là thói quen là đi làm xong về nhà ngủ. Nhưng mà nếu có bạn bè hay là ai đó rủ đi là anh sẵn sàng đi. Yeah. Nãy giờ em nói chuyện với cô gái này nè, em có cảm nhận điều gì? Cái chỉ số IQ của em á, nó có cảm xúc gì không? Dạ em quán gà là em không nhớ. Quán gà luôn hả? Em định chừng nào lập gia đình, em có thể hỏi cô gái đi. Dạ, em thì nghiêng về truyền thống nên em cần phải tìm hiểu kỹ càng. Kỹ càng khoảng bao lâu? Nếu nhanh thì cũng phải nửa năm. Ừ. Thì trong khoảng thời gian đó thì em có những gì em sẽ chia sẻ với bạn gái. Ừ. Và bạn gái cũng cần chia sẻ với em để hai bên hiểu nhau hơn. Ừ. Ở công ty của em á, thì chỉ có mỗi mình em là còn đang độc thân thôi. Độc thân. Ừ. Còn những người trong công ty em là ai cũng có cặp đôi hay là vợ chồng hết rồi. Ừ. Vậy mà em không cảm xúc gì chứ hả? Em không thấy buồn hả? Dạ có, em cũng đi hỏi nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà người ta chỉ xong không vô bè với em. Cả công ty chỉ luôn rồi đó hả? Dạ. Trời gì để anh chỉ cho. À, sáng là anh uống ly cà phê đi rồi cái anh chỉ đi thì gặp người đẹp thế nào ha? Cần làm gì nhớ nha. Ừ. Nhà anh ở quận 7 á, đi ngang đâu muốn đi gặp người yêu trước thì gặp người yêu gặp anh trước. Dạ, uống ly cà phê thôi. Dạ. Rồi anh sẽ tư vấn cho em, bảo đảm 3 tháng sau cô gái rụng tim. Thôi bây giờ về đi nè Linh ơi, em người Hà Tĩnh đó phải không? Dạ. Hát hay lắm nè, hát bài đi để dạ. Tặng cho bạn. Đứng lên coi coi có hợp lý không? Tặng cho bạn. Em đứng lên kế bên nhau coi nào. Đó, hay, bạn gái cũng cao mà. Đó. Ừ. Trời ơi, bạn gái cao sắp tưởng tượng của em. Giống như một thành đèn vậy ông ơi. Em xin hát tặng hai MC khán giả và tặng anh bài hát một đoạn trong bài hát Cơn Gió Lạ. Anh bình tĩnh thưởng thức nha. Lặng yên canh gác, lặng yên vừng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên nô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến hiu của anh. Xin hết. Rồi em nói cái gì đi. Anh hy vọng là người lý tưởng đối với em. Rồi, được rồi đó, trở về ghế đi các bạn. We'll be right back.
Tình yêu không cần gì màu mè cả, chúng ta cần sự rung động của con tim, cần sự quan tâm chăm sóc với nhau thôi. Hãy để tay vào nút bấm. Có cần đếm không anh? Thích thì cứ bấm, không cần phải đếm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Không cần gì mình hết, không cần luôn cả. Nào, nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng thôi nắm tay, nắm tay lại đi. Đây, đây, đây. Tình yêu mà có bắt tay nữa. Thôi để em xem cho anh. Đúng rồi. Không có một cái cảm nhận là bạn này sẽ là cái người giải mã cho bạn này. Thì chắc chắn rồi còn gì nữa. Chuyện đó rất là rõ ràng trong ngày hôm nay. Không được không? Dạ. Phải không? Phải không? Nào, trấn tĩnh lại nào. Biết không? Trời ơi, hung hơn ta nữa đó. Hung hơn mấy cặp khác luôn á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc nhé.